Harry Won đã vỗ béo trứng thành, từ cầm vi lai thành mặt nọng như thế nào? Vốn nổi tiếng với bản tính ham ăn, Harry Won đã vỗ béo trứng thành tăng cân chóng mặt sau 4 tháng kết hôn. Trứng thành thuở chưa nổi tiếng, vốn sở hữu thân hình thừa cân, nhưng anh đã tích cực giảm cân để có ngoại hình điển trai như hiện tại. Nam danh hài tuy chưa có được cơ bụng 6 múi, nhưng thân hình khá rắn chắc với kiểu người mình dây. Thế nhưng chỉ sau một thời gian yêu Harry Won, anh đã phải than vãn mặt vờ lai bụng vờ ly. Có thể thấy trước đám cưới, nam MC đã tăng cân khá đáng kể. Mặc bộ đồ màu trắng, Trứng Thành lộ rõ cặp má phúng phính. Nguyên nhân là bởi Harry Won là một cô nàng thần ăn, giọng ca anh cứ đi đi từng bị dìm hàng nhiều lần vì thói ham ăn cực dễ thương của mình. Sau khi cưới nhau, hai vợ chồng thường xuyên chia sẻ hình ảnh đi ăn. Trứng Thành từng chia sẻ anh rất đau khổ vì không biết có nên tiếp tục ăn hay dừng lại. Facebook của nam danh hài cũng ngập tràn hình ảnh đồ ăn. Anh cũng từng thổ lộ sau khi cưới, Harry Won giảm cân còn anh tăng đến 4kg. Đường nét trên khuôn mặt nam danh hài cũng càng ngày bớt góc cạnh đi. Trứng Thành cũng phải chọn góc chụp chu môi để không lộ đôi má ngày càng phúng phính vì được vợ vỗ béo. Ở góc ngang, Trứng Thành từ cầm vì lai giờ đã trở thành mặt nọng. Dù vậy, nhiều fan vẫn rất thích thú trước sự thay đổi ngoại hình của cặp đôi hot hàng đầu showbiz này. Trứng Thành cũng không vì thế mà ngừng chia sẻ ngày càng mất mép, cực dễ thương bên vợ. Harry Won thoải mái tươi cười, trong khi đó chồng cô lại phải kéo cổ áo để che chiếc cằm ngày càng tròn ra. Một hình ảnh thể hiện rõ sự chuyển giao cân nặng cực đáng yêu giữa cặp vợ chồng này. Trong một lần livestream gần đây, Trứng Thành cũng mắng vợ té tát vì tăng cân chóng mặt sau 4 tháng kết hôn, dù toàn ăn đồ thừa của vợ. Hình ảnh mới nhất của Trứng Thành và Harry Won khi đi chơi cùng nhau. Chân dung Mỹ Nam giàu có, gia thế khủng đang hẹn hò với nữ diễn viên Maria Ozawa. Mới đây, hàng loạt trang tin Philippines đồng loạt đăng tải thông tin về việc nữ diễn viên Maria Ozawa đang hẹn hò với diễn viên kim đầu bếp nổi tiếng Joe Sarasola. Mặc dù thông tin này chưa được nhiều người trong cuộc xác nhận, nhưng rất nhiều bằng chứng đã được dân mạng tích cực chia sẻ. Trên trang cá nhân của mình, cả hai cũng không ngần ngại chia sẻ hình ảnh đi chơi và thân mật cùng nhau. Thậm chí trong cùng một ngày, Maria Ozawa và Joe Sarasola cùng nhau đăng tải ảnh của cả hai lên trang cá nhân, kèm ký tự trái tim thể hiện tình cảm ngọt ngào. Nhiều người cho rằng dù không chính thức lên tiếng, nhưng hành động này của Maria và Joe nhằm công khai chuyện tình cảm. Ngay sau khi có thông tin hẹn hò của Maria Ozawa, rất nhiều người đã tò mò muốn biết danh tính của chàng trai kia là ai. Trên thực tế, dù Sarasola không phải là cái tên quá nổi tiếng ở châu Á như Maria Ozawa, nhưng anh lại rất nổi tiếng ở phạm vi Philippines. Dù Sarasola năm nay 30 tuổi, vốn là một đầu bếp nổi tiếng người Philippines. Dù được sinh ra trong một gia đình có gia thế khủng tại Philippines, có tin đồn rằng cha Dù hiện đang là quan chức, còn mẹ thì kinh doanh nhà hàng địa ốc. Ngoài ra, anh chàng còn được biết đến như một nhà kinh doanh tài năng khi sở hữu khá nhiều quán bar, nhà hàng và bất động sản. Mặc dù không xuất phát điểm ở mảng giải trí, nhưng nhờ ngoại hình nổi bật, dù thường xuyên nhận được lời mời của nhiều đạo diễn, anh chàng đầu bếp từng tham gia khá nhiều bộ phim với lối diễn xuất khá duyên dáng. Anh từng xuất hiện trong chương trình thực tế truyền hình khác. Theo nguồn tin từ một người bạn thân thiết của cả hai, thì Zhu và Maria Ozawa đã bắt đầu bên nhau từ 14 tháng 2, 2016. Tính đến nay, cả hai đã được bên nhau một năm và chuyện tình của cả hai vẫn vô cùng ngọt ngào. Nguồn tin này cũng cho biết Zhu chính là lý do khiến Maria Ozawa muốn gắn bó với đất nước Philippines. Người bạn này cũng cho biết có vẻ như Maria Ozawa và Zhu đang chuẩn bị cho các kế hoạch kết hôn. Trên trang cá nhân của Zhu và Maria Ozawa có rất nhiều lời chúc mừng gửi chừng tới chuyện tình của đôi bạn trẻ. Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng Maria và Zhu đang kết hợp để làm PR cho loạt quán bar mới mở của anh chàng này mà thôi. Bằng chứng là việc Maria thường xuyên check-in ở quán bar của Zhu và chia sẻ các hình ảnh về đồ uống tại đây. Thực hư của chuyện này vẫn chưa ai biết, nhưng rõ ràng sau khi biết được với danh tính bạn trai Maria Ozawa, cái tên Zhu đã nổi tiếng hơn rất nhiều. Con trai cứ một mực yêu người lớn tuổi hơn, gia đình Phan Hiển và Kiều Minh Tuấn liền có thái độ thế này đối với nàng dâu. Phản ứng khác biệt của gia đình Phan Hiển và Kiều Minh Tuấn khi con trai nhất quyết yêu người lớn tuổi hơn.
Chuyện tình chênh lệch tuổi tác của hai cặp đôi nổi tiếng Phan Hiển Khánh Thi và Kiều Minh Tuấn Cát Phượng từng tốn nhiều giấy mực của giới truyền thông. Ngay khi công khai mối quan hệ, ai cũng tò mò với thái độ của gia đình Phan Hiển và Kiều Minh Tuấn đối với hai nàng dâu nổi tiếng như thế nào. Việc Phan Hiển thua Khánh Thi 12 tuổi và mối tình cô trò ở thời điểm đó gây xôn xao và nhận nhiều luồng ý kiến trái chiều từ dư luận. Trong một bài phỏng vấn, Phan Hiển từng chia sẻ việc tình yêu với nữ hoàng Dancebox từng không nhận được sự đồng tình từ bố mẹ anh. Phan Hiển cho biết thêm, bố mẹ anh lo lắng khoảng cách tuổi tác giữa con trai và Khánh Thi sẽ ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình. Tuy nhiên, sau khi Kubi ra đời, mối quan hệ giữa bố mẹ chồng và Khánh Thi dần được cải thiện. Cô thường xuyên khoe ảnh chụp chung thân thiết với các thành viên bên gia đình nhà chồng. Bố mẹ chồng cô rất hiểu, thông cảm cho công việc của hai vợ chồng và chăm lo cho cháu nội rất chu đáo. Mới đầu bị gia đình chồng phản đối, nhưng chính dần dần Khánh Thi cũng được nhà chồng chấp nhận. Mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu trở nên tốt đẹp phần lớn là nhờ công của Kubi. Nếu như chuyện tình Phan Hiển từng gặp phải sự phản đối của gia đình nhà chồng, thì cặp đôi Kiều Minh Tuấn Cát Phượng có vẻ thuận lợi hơn nhiều. Dù Cát Phượng đã có con trai riêng và cô còn lớn hơn bạn trai 8 tuổi, nhưng mẹ Kiều Minh Tuấn không tỏ thái độ gì. Nam diễn viên chính Em Chưa 18 chia sẻ, mẹ im im vậy, không ủng hộ cũng không phản bác. Hồi nhỏ giờ, Tuấn luôn quyết những cái mà mình thích. Gia đình Kiều Minh Tuấn luôn tôn trọng quyết định của anh. Như vậy, mẹ nam diễn viên không phản đối nàng dâu lớn hơn con trai mình 8 tuổi. Bên cạnh đó, Kiều Minh Tuấn cũng rất thân thiết với con trai của người yêu. Chuyện tình khá thuận buồm xuôi gió, nhưng cặp đôi này cho biết vẫn chưa có ý định tổ chức đám cưới trong tương lai gần. Thanh Thảo quyết tâm làm điều này trước khi cưới bạn trai đại gia. Nhiều người không khỏi bất ngờ khi thấy Thanh Thảo gầy đi trông thấy. Mới đây, Thanh Thảo khiến người hâm mộ không khỏi bất ngờ trước vẻ ngoài thiếu cân của ca sĩ. Cô cho biết, sau đợt phẫu thuật răng, cô không ăn uống được nên sụt cân đáng kể. Tuy nhiên, nhờ giảm cân mà Thanh Thảo dễ mặc đồ hơn. Nhiều đồn đoán cho rằng giọng ca búp bê con trai đang ép cân để có thể diện áo cưới đẹp nhất khi lên xe hoa cùng bạn trai đại gia. Ở tuổi 38, Thanh Thảo đã tìm được bến đỗ bình yên của cuộc đời mình với bạn trai Việt Kiều. Trong chuyến du lịch châu Âu vừa qua, Thanh Thảo cũng tranh thủ dịp này ra mắt gia đình bạn trai khi anh có rất đông họ hàng người thân đang sinh sống làm việc tại châu Âu. Thanh Thảo cho biết, tuy cả hai chỉ mới hẹn hò nửa năm, nhưng cô và người yêu đã tính đến chuyện kết hôn và sinh con. Cách đây không lâu, khi giới thiệu bạn gái với gia đình, Tom Hanks còn tổ chức hẳn 6 bàn tiệc tại nhà hàng và mời gia đình người thân tới dự. Sự nhiệt tình quan tâm của bạn trai Việt Kiều khiến cô cảm thấy hạnh phúc, bình yên và hài lòng khi có bạn trai luôn chiều chuộng chăm lo cô hết sức chu đáo. Hiện tôi rất hạnh phúc, bình an, được yêu thương chăm sóc tận tình chu đáo, gặp được một người đàn ông thành đạt, tốt tính, hiền lành và biết yêu thương mình, tôi quá mãn nguyện. Nữ ca sĩ khẳng định, anh ấy thấy người yêu vất vả nên rất lo lắng mỗi khi tôi đi diễn một mình. Anh thường thu xếp thời gian công việc để ở cạnh tôi trong những chuyến bay dài. Anh ấy không ghen, ngược lại rất ủng hộ vì biết khi đứng trên sân khấu thì tôi mới là tôi. Thời gian vừa qua, Thanh Thảo khá đắt show ở thị trường hải ngoại. Nữ ca sĩ liên tục bay show ở các tiểu bang của Mỹ và chinh phục khán giả hải ngoại bằng các ca khúc sôi động. Khởi My Kevin Khánh yêu khát trứng thành Harry Won như thế nào? Chuyện tình cặp đôi Khởi My và Kevin Khánh không ồn ào và tai tiếng khác hẳn với trứng thành Harry Won. Thời gian vừa qua, làng giải trí Việt lần lượt nhận được nhiều tin vui bất ngờ từ những cặp đôi nghệ sĩ trẻ. Nổi bật và không kém phần ồn ào chính là lễ cưới của Trấn Thành Harry Won, gần đây nhất là bộ đôi Khởi My và Kevin Khánh. Điểm đặc biệt trong lễ cưới mà người hâm mộ đều chú ý đến chính là thần tượng của mình sẽ diện bộ váy cưới lộng lẫy như thế nào trong ngày quan trọng nhất của cuộc đời. Mới đây, hình ảnh Khởi My vô cùng xinh đẹp khi khoác lên mình bộ váy cưới lộng lẫy được chia sẻ trên mạng xã hội, thu hút sự chú ý và được dư luận hết lời khen ngợi. Nhân viên studio áo cưới này chia sẻ rằng bộ váy cưới của Khởi My là của một nhà thiết kế độc quyền mà cửa hàng dành riêng cho nữ ca sĩ, chiếc váy được đính 8.000 viên pha lê lấp lánh. Còn đối với Harry Won, trong đám cưới với Trấn Thành tối ngày 25 tháng 12 tại thành phố Hồ Chí Minh, Harry diện hai bộ váy trắng được thiết kế riêng, một chiếc váy với phần hoa ren bắt mắt và có thêm áo choàng để Harry tiếp khách, một bộ váy xòe kiểu công chúa được nữ ca sĩ diện khi làm lễ cùng chú rể trên sân khấu, được thiết kế với 10.000 viên đá pha lê, chất liệu gồm voan và ren cao cấp nhập từ nước ngoài.
Không chỉ những bộ váy cưới được thiết kế cầu kỳ, lộng lẫy được chú ý, mà chính là cuộc hôn nhân của những cặp đôi này là điều mà dư luận quan tâm nhất. Đối với Khởi My và Kevin Khánh trước đó, họ đều không công khai hẹn hò. Và đến khi nam ca sĩ bất ngờ quay trực tiếp ngày đính hôn của hai người trên Facebook, thì mọi người mới ngỡ ngàng trước sự thật đặc biệt đó. Yêu nhau trong thầm kín và tránh xa dư luận, bộ đôi này không khiến mọi người thất vọng, mà ngược lại Khởi My Kevin Khánh lại nhận được vô vàn lời chúc phúc, ủng hộ từ người hâm mộ và đồng nghiệp. Nhưng với cặp đôi đầy thị phi Trấn Thành Harry Won, họ lại có cuộc tình đầy ồn ào và tai tiếng. Hai người cũng bất ngờ tổ chức hôn lễ giữa những làn sóng bàn luận từ phía dư luận. Đặc biệt, những điểm lạ liên tục xuất hiện sau khi kết hôn của Trấn Thành Harry Won khiến mọi người cho rằng tất cả chỉ là một màn kịch hôn nhân. Gần đây, tần suất Trấn Thành và Harry Won xuất hiện cùng nhau khá ít. Hơn nữa, cặp đôi này còn được cho là không được hạnh phúc như xưa. Nam MC dễ dàng thân mật, tình tứ với bạn diễn, trong khi đó lại ôm bà xã Harry một cách gượng gạo trong sự kiện vào tháng 2/2017. Khác với lúc yêu nhau, sau một thời gian ngắn kết hôn, công chúng luôn được thấy những hình ảnh tình tứ, thể hiện tình cảm một cách thái quá, như đang cho mọi người thấy rằng hai người luôn hạnh phúc. Hy vọng rằng, dù đang diễn hay đang gặp những khó khăn trong hôn nhân, Trấn Thành Harry Won luôn giữ vững được niềm hạnh phúc vốn có khi mà cả hai đang cố gắng gây dựng.